Hello, xin chào tất cả khách hàng của Nikkei Eyebrow Beauty. Và chiếc ống kính máy quay là một chuyên gia rất là quen thuộc đúng không ạ? Và dạo gần đây thì cũng có rất là nhiều câu hỏi về phun môi, cho nên hôm nay tôi sẽ nhờ chuyên gia Việt Trinh sẽ giải đáp một số câu hỏi cho các bạn nhé. Xin chào chị Trinh ạ. Chào mọi người. Vâng, chị ơi, hôm nay thì em bên Nikkei mình ấy có nhận được khá nhiều câu hỏi, thì chị có tiện không? Thì mình sẽ giúp các khách hàng giải đáp một vài câu hỏi được không ạ? Ok, ok. Vâng, và tiện là chị cũng đang làm một ca phun môi thì chúng ta sẽ cùng giải đáp một cái câu hỏi mà các bạn quan tâm nhiều nhất. Đấy là phun môi thì có đau nhiều không ạ? Phun môi thì trước khi phun môi mình đã được ủ tê rất là kỹ rồi. Đó. Nên là cái ca mình sẽ không sợ đau đâu. Nên là trong quá trình mà phun môi ấy, chỉ cần ví dụ như là hơi châm chích một xíu thôi là có thể trợ thêm tê. Dạ, nên là việc mà có đau hay không là khách hàng không cần lo. Dạ vâng. Và một cái câu nữa mà rất nhiều chị em quan tâm là mọi người hay sợ là đi phun môi về thì môi sẽ bị sưng, bị tấy và sẽ khó trong cái việc sinh hoạt ấy. Thì phun môi tại Nikkei có bị sưng như thế không hả chị? Không. Thực ra là phun thì mình đi trên cái bề mặt trên lớp thượng bì của da nên là hạn chế được tối đa cái tổn thương lên môi. Và không sợ sưng gì cả. Đây, thì chị có thể chia sẻ với hình ảnh thực tế mà mình vừa thực hiện phun môi đây, xong đúng không ạ? Ví dụ như trường hợp của chị là vừa mới phun xong. Đây. Môi không hề sưng nề gì nhé. Đây là môi mình vừa rất kim ngay khi vừa thực hiện đúng lên đúng không? Vừa mới làm xong. Thì chị có thể phân tích qua một chút về tình trạng môi của chị khách hàng để cho bạn theo dõi livestream được hiểu rõ hơn đúng không ạ? Môi của chị ban đầu thì có phần viền thâm nhiều. Phần viền thâm nhiều với da môi khá là mỏng, da lòng môi hơi yếu. Sau khi mà đã thực hiện khử thâm chuyên sâu với cả đi màu rồi rút kim xong thì thứ nhất là tình trạng sưng nề là không có, không bị sưng nề đó. Và màu môi thì cũng rất là trong trẻo đúng không? Đúng rồi. Màu môi bởi vì Nikkei sử dụng một hữu cơ nên là tất cả các màu môi của Nikkei đều trong nhẹ nhàng tự nhiên chứ không bị bết mực đúng không? Không bị bết mực, không bị đậm mực. Thì chị ơi, chị có thể giới thiệu một chút về bản thân và chia sẻ cái cảm nhận trong một quá trình mình thực hiện phun môi tại Nikkei cho các bạn đang theo dõi livestream để biết được không ạ? Vâng ạ, tớ tên là Hà. Vâng ạ. Thì trước khi phun môi tớ cũng có tâm lý là sợ đau ấy ạ. Thế nhưng mà trong quá trình phun môi thì cũng được ủ tê rất là kỹ. Và trong quá trình làm thì lúc mà hết tê thì lại được ủ tê tiếp. Nên là chỉ có cảm giác châm chích chứ không thấy là đau nhiều đâu. Có nghĩa là hoàn toàn nhẹ nhàng và trong cái sức chịu đựng của mình đúng không? Vâng ạ. Và ví dụ có là đau châm chích một chút như thế thôi, nhưng để mình có một cái đôi môi mà hoàn hảo thì mình cảm thấy hoàn toàn xứng đáng đúng không ạ? Vâng ạ. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại tiếp tục nhờ chuyên gia Việt Trinh giải đáp thêm một câu hỏi nữa mà các khách hàng gửi lên fanpage khá là nhiều trong thời gian này. Đấy là các bạn bảo là các bạn cũng theo dõi Nikkei một thời gian ấy và các bạn muốn lý giải là tại sao phun môi tại Nikkei chúng ta lại không phải kiêng khem gì ạ? Thực ra là làm môi ví dụ ở những cơ sở khác môi người ta hay dặn dò phải kiêng ấy. Ví dụ như kiêng rau muống này cho đỡ bị sẹo này, kiêng rau muống đỡ bị sẹo lồi này, kiêng thịt bò đỡ bị thâm này, kiêng các loại hải sản như mưu ngủ. Nhưng mà vì làm môi ở Nikkei ấy, cái công nghệ này là công nghệ mới nhất này, mình chỉ đi kim vi chạm trên cái lớp thượng bì của da thôi, rất là nhẹ nhàng, không gây tổn thương môi, nên là mình không cần phải ăn kiêng gì hết. Hơn nữa là mực Nikkei dùng là mực hữu cơ nên là không ảnh hưởng gì cả, mình cứ ăn thoải mái, không cần ăn kiêng gì hết. Vâng. Thế là nếu mà chúng ta không phải kiêng khem, thứ nhất là do kỹ thuật đúng không ạ? Và thứ hai đó là do chất liệu mực của Nikkei cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm ạ. Vâng, thì em cảm ơn chị Việt Trinh đã giúp em và khán giả giải đáp những cái câu hỏi mà các bạn thắc mắc rất là nhiều về cái dịch vụ phun môi. Và nếu như các bạn đang theo dõi livestream này có câu hỏi gì hay là có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp thì hãy comment hoặc inbox cho fanpage để được tư vấn cũng như là giải đáp từ chuyên gia nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Em cảm ơn chị Trinh cũng như cảm ơn chị Hải ạ. Vâng ạ.